thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân huyện về triển khai chiến dịch tiêm phòng vaccine COVID-19 đợt 4 năm 2021. Ngày 9 tháng 8, Trung tâm Y tế huyện tổ chức tiêm phòng COVID-19 cho những người là thành viên tổ COVID cộng đồng của các xã tại hai điểm tiêm, trạm y tế xã Tân Dương và trạm y tế xã Bình Yên. Bắt đầu từ 7 giờ sáng tại trạm y tế xã Tân Dương, các thành viên tổ COVID cộng đồng thuộc các xã Lâm Vĩ, Linh Thông đã có mặt tại điểm tiêm. Ngay tại cổng ra vào, lực lượng y tế thôn bản của xã Tân Dương đã thực hiện đo thân nhiệt, sát khuẩn, hướng dẫn người dân khai báo y tế. Tiếp đến, những người này được khám sàng lọc như đo nhịp tim, huyết áp, lấy thông tin cá nhân. Rất nhanh chóng, chưa đầy 10 phút, quá trình trên đã được thực hiện xong và được chuyển sang phòng tiêm. Cảm xúc được tham gia tiêm phòng COVID-19 của nhiều người rất khác nhau. Nhưng chung lại, họ đều có chung suy nghĩ là tiêm phòng trước hết vì bản thân và còn vì cộng đồng, là nghĩa vụ chung tay phòng chống đại dịch COVID-19. Nói chung là đối với bản thân thì cảm thấy đây là cũng là đợt cái phòng dịch là tốt, bản thân thì cũng tránh được cái dịch lây lan ra cộng đồng. Mọi người thì cũng thấy rất là hồ hởi, phấn khởi vì được tiêm, thứ hai nữa là nhanh chóng, khẩn trương. Cái ngày hôm nay được tiêm phòng ở tại xã này thì diễn ra rất nhanh chóng và thuận lợi. Thứ nhất là thuận lợi vì các nhân viên y tế ở đây rất nhiệt tình và chú đáo. Hai nữa là mình tiêm phòng này, thứ nhất là bảo vệ sức khỏe cho mình và cộng đồng. Mình được tiêm vaccine rồi thì mình cũng cảm thấy nó tự tin hơn khi mình tiếp xúc với những người dân. Lần tiêm mở rộng này, Trung tâm Y tế huyện tận dụng tối đa hệ thống công nghệ thông tin để áp dụng tiêm phòng, hạn chế thấp nhất việc sử dụng giấy tờ và tiếp xúc. Đồng thời, việc bố trí các vị trí khám, tiêm, theo dõi sau tiêm và lực lượng đảm bảo an ninh được chú trọng, quan tâm, để có thể kịp thời ứng phó với các tình huống phát sinh có thể xảy ra. Huy động đoàn thanh niên đã kê bàn ghế và huy động lực lượng công an, quân sự để bảo vệ, hướng dẫn để xe ở tại điểm tiêm và bảo vệ trật tự an ninh tại điểm tiêm. Cái thứ hai nữa là chiều hôm qua chúng tôi cũng đã tổ chức họp tổ tiêm và cũng đã bàn giao nhiệm vụ và công tác phòng tiêm, trước tiêm và sau tiêm cho từng người, từng đối tượng, từng thành viên trong tổ tiêm. Và chúng tôi cũng đã chuẩn bị các cái phòng cấp cứu, hiện nay là có 2 phòng cấp cứu và đã có tất cả các cái dụng cụ cấp cứu như bình oxy, rồi các hộp chống sốc, chống choáng cho các cái phòng tiêm và các vị trí tiêm. Chúng tôi đã triển khai về chuẩn bị tất cả cơ sở vật chất, thuốc men để phục vụ công tác cấp cứu nếu như có các trường hợp phản ứng nặng xảy ra. Và chúng tôi đã bố trí toàn bộ các nhân lực từ y bác sĩ, dược sĩ đến bố trí các điểm tiêm hợp lý, phân công rõ ràng nhiệm vụ cho từng phòng ban chức năng để khi có vấn đề xảy ra trong tiêm chủng, không may mắn tiêm ra trong tiêm chủng thì chúng tôi đặt vấn đề tính mạng và sức khỏe của người dân lên hàng đầu. Qua kiểm tra đánh giá các phòng ban chức năng thì đến giờ phút này chúng tôi đang triển khai tốt theo kế hoạch đề ra. Dự kiến trong đợt tiêm lần này sẽ có 389 người là thành viên tổ COVID cộng đồng của các xã phía Bắc của huyện được tiêm tại trạm y tế xã Tân Dương, 543 người là thành viên tổ COVID cộng đồng của các xã phía Nam của huyện được tiêm tại trạm y tế xã Bình Yên. Thời gian từ ngày 9 tháng 8 đến ngày 11 tháng 8. Với công tác chuẩn bị kỹ từ ban đầu và sự đồng thuận của người dân, tin tưởng công tác tiêm phòng COVID-19 cho tổ COVID cộng đồng sẽ diễn ra thành công, tạo tiền đề cho công tác tiêm phòng COVID-19 cho người dân trong thời gian tới.